hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng với các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ đã vận động người dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuyến đường dài hơn 900 mét nối thôn Lệ Chi với hai thôn Thụy Lôi, Thụy Dương có mặt đường hẹp với chiều rộng chỉ 2 mét, trơn trượt vào mùa mưa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tích cực vận động tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến đất mở rộng đường với sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của chính người dân trong thôn. Đến nay, đã có 45 hộ dân trong thôn tự nguyện hiến trên 500 mét vuông đất, trong đó có hơn 230 mét vuông đất thổ cư, phá bỏ nhiều mét tường rào xây kiên cố. Một số gia đình đã hiến với diện tích từ 60 mét vuông trở lên như gia đình các ông Bùi Văn Lựu, Nguyễn Ngọc Ánh và Vũ Đình Thắng. Tuyến đường này mở ra, cái thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chúng tôi đi lại. Cái thứ hai nữa là phát triển kinh tế của khu vực ngoài đê và ven sông Luộc. Nhận thức được điều đó, người dân chúng tôi đã ủng hộ hết sức nhiệt tình, đặc biệt là các hộ dân sống ở hai bên đường được mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác giải phóng mặt bằng để cho các đơn vị xây dựng thi công sớm đều hoạt động. Bên cạnh việc hiến đất, các hộ dân đã đóng góp được trên 100 triệu đồng để làm kinh phí đối ứng đổ bê tông tuyến đường. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có chiều rộng 6 mét. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 3 tháng nữa.